Rabuari để mất bóng khá nguy hiểm. Văn Toàn, tốc độ quen thuộc của Văn Toàn. Công Phượng dứt điểm. Văn Toàn, chúng ta cùng chờ đợi xem, như vậy là có lẽ là bàn thắng đã được công nhận. Washington Brandao mở tỷ số và là bàn thắng thứ 3 của anh ở V-League mùa giải năm nay. Một tình huống để mất bóng vô cùng đáng trách ở giữa sân của cao thủ BKMX Bình Dương, và đây là nụ cười của Bầu Đức. Chúng ta hãy cùng xem lại pha lập công mở tỷ số của Washington Brandao. Quá đơn giản. Một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Không thể bắt việt vị đối với Washington Brandao trong tình huống này. Ba cầu thủ cao nhất trên hàng tấn công của đội chủ nhà đã cùng nhau phối hợp tạo ra bàn thắng mở tỷ số. Thanh Thảo. Pha qua người hay của Thanh Thảo. Cơ hội. Và tỷ số là 1-0. Hồ Sĩ Giáp là người đã lập công. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Và như chúng tôi đã đề cập, hàng phòng ngự vốn được đánh giá khá cao của Hoàng Gia Lai khi mới chỉ để thủng lưới 7 bàn trước trận đấu này đã có những dấu hiệu chệch choạc. Chúng ta cùng xem lại pha qua người và kiến tạo rất tốt của Thanh Thảo. Tình huống đệm bóng của Si Giáp đúng là không cho thủ môn Tuấn Linh một chút cơ hội nào để cản phá. Các cầu thủ chủ nhà Hoàng Gia Lai đã lấy được bóng. Đường chuyền lên phía trên dành cho Văn Toàn. Washington Brandao. Văn Toàn. Tuyệt vời. 2-1. Chỉ có hai cầu thủ của đội chủ nhà thôi, Văn Toàn và Washington Brandao, nhưng họ đã cùng nhau tạo ra một pha hợp để khiến cho thủ môn Trần Đức Cường lần thứ hai trong trận đấu phải vào lưới nhận bóng. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp và tình huống dứt điểm của Văn Toàn. Pha dứt điểm rất tốt khiến cho thủ môn Trần Đức Cường phải đứng chôn chân. Liệu sẽ có bàn gỡ hòa hai đều cho cầu thủ BKMX Bình Dương hay không? Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa hai đều. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phạt góc dẫn tới bàn gỡ hòa hai đều của Trung Tín. Cú đánh đầu của Trung Tín đã hơi chạm vào tay của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Mục tiêu khả dĩ của câu lạc bộ Hà Nội vào lúc này là nằm trong nhóm đội sẽ thi đấu cạnh tranh ngôi vô địch. Rất đẹp. Pha bóng xử lý quá đẹp của cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha xử lý của Giovane. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Giovane. Cú dứt điểm cực kỳ kỹ thuật của Giovane. Ở một góc rất khó, nhưng Giovane đã có một cú lốp có thể nói là rất nhạy cảm. Pha lốp bóng khiến cho thủ thành Phạm Văn Phong không có nhiều phản ứng. Rất kỹ thuật. Trong đội hình dự bị của câu lạc bộ Sài Gòn vào lúc này còn có một cái tên khác, đó là Đỗ Melo. Như vậy là đã có bàn thắng cho câu lạc bộ Sài Gòn, một bàn thắng đến rất bất ngờ. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của câu lạc bộ Sài Gòn. Một đường chuyền bóng bổng lên và pha khống chế bóng rất gọn ghẽ. Thủ thành Văn Phong đã có một pha phản xạ quá hay với pha ra trận vừa rồi. Như vậy là đã có bàn thắng tiếp theo cho câu lạc bộ Hà Nội. Và lại là Giovane. Cú đánh đầu của Giovane. Văn Quyết. Đánh nhau. Tỷ số được nâng lên là 3-1 cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Và lần này là Bruno. Bruno là người lập công. Không ai theo kèm Bruno ở tình huống này và anh đánh đầu rất thoải mái sau cú chèo bóng của Văn Quyết. Vai trò của Cai Kê và tầm ảnh hưởng của cầu thủ áo số 7 là lớn hơn rất nhiều. Rất hay, Hà Đức Chinh, cơ hội. Dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho SCB Đà Nẵng. Đó là Hà Đức Chinh, bàn thắng thứ hai của Đức Chinh ở mùa giải năm nay. Người kiến tạo cho anh đó là Claudio. Một pha đánh đầu ngược không có lỗi việt vị của Hà Đức Chinh. Một pha dứt điểm rất tốt của Đức Chinh đã đánh bại được Nguyên Mạnh. Trong tình huống vừa rồi, Trương Văn Thiết đã bó vào hơi chậm. Cầu thủ áo số 7 không có nhiều bóng. Rất nguy hiểm.
Cái kê. Tỷ số là 1-0. Một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Cái kê rất nhanh đã dứt điểm trong khu vực 16m50. Một pha bóng mất tập trung của các cầu thủ SCB Đà Nẵng và họ đã phải trả giá. Rất nguy hiểm. Pha chơi bóng không tốt của Claudio. Hơi chậm và KK ngay lập tức đã dứt điểm về phía góc xa. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho Việt Theo. Quá bất ngờ. Một pha đốt lưới nhà của Hoàng Minh Tâm. Đó là một pha bóng thiếu may mắn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đã đập vào ống đồng của Hoàng Minh Tâm ở một góc rất hẹp. Khi tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trong các trận derby vùng Bắc Trung Bộ, cơ hội dành cho đội chủ nhà. Lưới của Sông Lam Nghệ An đã rung lên. Và người vừa lập công cho đội bóng xứ Thanh đó là Jose Pinto. Cuối cùng thì những ưu thế của các cầu thủ áo vàng cũng đã được cụ thể hóa. Phút thứ 57, Jose Pinto đã giúp cho Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. Bóng đã chạm đầu của Ramos trước khi tới vị trí của Pinto. Nguy hiểm! 1-0 cho cầu thủ Nam Định. Như tôi đã nói thì chiều cao của Rodrigo Diaz là tuyệt vời. Nhưng rõ ràng biết rồi, để chống được tình huống không chiến của Rodrigo Diaz là điều thực sự rất khó. Tên như là Công Phượng, như là Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường. Cơ hội bắt điểm, rút sút bóng nguy hiểm, 1-0. Tỷ số là hoàn toàn xứng đáng. Thống lĩnh Hà Tĩnh trong những phút vừa qua tấn công và ép sân liên tục. Và điều gì đến cũng phải đến. Bắt điểm đã có bàn thắng cỡ hòa 1-0 cho các thủ thống lĩnh thành lập phút thứ 27. Người kiến tạo cho Văn Hiệp thì bàn đó là Phi Sơn. Và phòng ngự không quyết đoán của cao thủ Nam Định. Tình huống sút bóng có thể nói là tốc nóc lưới của Văn Hiệp. Ismail đối đầu với Wesley. Tốc độ của Ismail. Phía trong là Chebowat. Goal! 2-1 tại trong lĩnh Hà Tĩnh. Công quá lớn của Ismail Naskirade. Chúng ta có thể thấy là Wesley đã có một tình huống phòng ngự 1-1 không tốt. Wesley quá chậm. Và ở tình huống phòng ngự thứ hai thì Lâm Anh Quang cũng không làm tốt công việc của mình khi anh đã bỏ quên Chevy một cách quá đơn giản. Phía trong đó là Ismail và Chevy. Nguy hiểm! Bàn thắng quá đẹp. 3-1 cho cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không thể khác được. Một pha không chiến thất bại của trung vệ Wesley Rodriguez. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là ngoài thi đấu không thành công của Wesley. Cuộc thi đấu dứt điểm, tỷ số là 2-3 cho các cầu thủ Nam Định. Nam Định luôn là như vậy. Đây không phải lần đầu tiên ở trong mùa giải năm nay, ở những phút bù giờ thì Nam Định có bàn thắng. Thì hàng công của họ chơi bùng nổ. Số bàn thắng của Hà Tĩnh luôn vượt trội so với số bàn thua, chính vậy họ luôn giành điểm số tối đa. Trong khi đó thì Thang Quảng Ninh đang ở nhóm A, nhóm cạnh tranh chức vô địch. Nhưng tất cả chỉ mang tính chất tương đối, bởi kết quả của trận đấu ngày hôm nay sẽ thay đổi rất nhiều. Em yêu! Bàn thắng thứ hai! Đây là Sơn Nam, bàn thắng đầu tiên của Sơn Nam kể từ khoác áo câu lạc bộ Tâm Em Bình Định. Bàn thắng ở giây thứ 43 của trận đấu. Bất ngờ đã diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn. Một bất ngờ nho nhỏ khi câu lạc bộ Tâm Em Bình Định đã sớm có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng được ghi ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không một ai trong kèm Xuân Nam. Và một pha đánh đầu kỹ thuật và góc xa của thủ môn Hoài Anh. Người mới đây cũng đã hoàn tất quá trình điều trị hồi phục chấn thương tại PVF. À Huy, Trung Hiếu. Của Trần Trung Hiếu ở mùa giải năm nay. Nhưng quan trọng hơn cả là nó bàn thắng gỡ hòa dành cho Thang Quảng Ninh. Phút thứ 70, tỷ số giữa Bình Định và Thang Quảng Ninh đã là 1-0. Một cú sút cực kỳ kỹ thuật và góc xa khung thành của Minh Hoàng. Tình huống trả ngược của Mạc
của Hải Huy và pha dứt điểm quá kỹ thuật của Trần Trung Hiếu đã giúp cho đội bóng Đất Bò tìm được bàn gỡ hòa. Mọi thứ là rất vừa tầm, cả cú ra chân này của Trần Trung Hiếu cũng vậy. Patrick Da Silva, Lý Nguyễn dứt điểm rất nguy hiểm và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Rất bất ngờ, người đã thực hiện quả đá hết sức tuyệt vời là Lý Nguyễn. Cú sút hoàn hảo và không cho thủ thành Văn Toản bất kỳ một cơ hội nào để có thể cản phá. Rất nguy hiểm. Mạnh Hùng là người đã phá bóng lên an toàn. Sầm Ngọc Đức sút xa, cơi vào. Quá đẹp mắt và đó là siêu phẩm. Lần này đến lượt Sầm Ngọc Đức ghi bàn. Nhưng vừa rồi cũng diễn được từ xa của Sầm Ngọc Đức là khó hơn rất nhiều so với Lý Nguyễn. Ngọc Đức đã vùng chân hết cỡ. Rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho Lý Nguyễn. Cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 24. Và đó có lẽ sẽ là bàn thắng ấn định chiến thắng dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay. Tỷ số 3-0. Sau tình huống phát bóng lên phía trên của thủ thành Bùi Tiến Dũng thì Văn Hạnh là người đã mắc lỗi, cùng với đó là sự ra vào không hợp lý của thủ môn Văn Toản.